Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do Phòng Truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Sẽ ở cùng Chúa luôn luôn, đứng trên lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4, câu 13 đến câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Câu gốc của bài học: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4, câu 16-17. Câu hỏi suy gẫm: sứ đồ Phao-lô cho biết phần của người qua đời trong Chúa sẽ thế nào trong ngày Chúa trở lại? Cơ đốc nhân sở hữu niềm trông cậy gì trong ngày Chúa tái lâm? Chúng ta sống thế nào trong lúc chờ đợi Ngài được ở cùng Chúa luôn luôn? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô trả lời thắc mắc của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca về những người đã chết trước ngày Chúa tái lâm. Ông khẳng định những người này không chết mà chỉ ngủ. Chính họ sẽ thức dậy và được Chúa đem đến cùng Chúa trước những người đang sống. Đây là lời Chúa rao bảo cho anh em. Vì vậy, họ không cần phải lo lắng cho những người đã ngủ trong Chúa. Còn những ai đang sống khi Chúa tái lâm cũng sẽ tiếp tục được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Câu 17. Đó là điều họ phải vững tin, vì quyền năng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại thế nào, thì mọi con dân Chúa cũng được dự phần trong sự phục sinh vinh hiển thể ấy. Roma chương 6 câu 4. Như vậy, sứ đồ Phao-lô muốn mọi tín hữu hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca cần biết rõ về lời Chúa rao bảo, phần của người đã qua đời trong Chúa, cũng như phần của người còn sống cho đến kỳ Đức Chúa Giê-xu trở lại. Kẻ trước người sau, tất cả đều được trùng phùng với Chúa Giê-xu nơi phước hạnh vĩnh viễn, không còn sự ngăn cách. Hiểu rõ lẽ thật này giúp người tin Chúa có niềm hy vọng, không quá bi quan khi phải tạm chia tay với người thân vì sự chết, đồng thời khích lệ mọi người chuẩn bị nếp sống, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại, để tất cả chúng ta được ở cùng Chúa luôn luôn. Còn dân Chúa ai cũng đã từng trải qua những đau buồn khi mất mát người thân. Không có một cuộc chia ly nào không đem lại sự buồn rầu, nhưng người tin Chúa không để nỗi buồn ấy thống trị tâm trí và đời sống của mình. Bởi vì chúng ta nắm chắc lẽ thật Kinh Thánh dạy, sự qua đời của cơ đốc nhân được Kinh Thánh mô tả như một giấc ngủ. Thời gian ngắn, rồi người ngủ sẽ thức dậy bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta là những người đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, hoàn toàn không bi quan, mất hy vọng. Chúng ta sống trên đất, nhưng lòng hướng về Ngài được trùng phùng với Đức Chúa Giê-xu kính yêu và những người thân thương của chúng ta.
chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa vì trong Ngài con được sống với niềm trông cậy tuyệt vời ngày Chúa trở lại. Xin giúp con kiên trì cầu nguyện và nôn nã rao báo tin mừng để có nhiều người thân, bạn hữu của con được gặp lại nhau trong ngày phước hạnh ấy. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có mong chờ Ngài được ở cùng Chúa luôn luôn không? Rồi đây kẻ trước người sau, đến ngày với Chúa gặp nhau thỏa lòng. Ngày Chúa trở lại cậy trông, kiên trì cầu nguyện ước mong trùng phùng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.